phép tổng hợp lại toàn bộ bảng hệ thống kiến thức mà về phương trình và bất phương chính một một ẩn. Thế thì về phần lý thuyết thì cô chia làm hai mảng, đó là phương trình và bất phương trình. Còn phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối cô sẽ cung cấp sau. Ok chưa nào? Về định nghĩa về phương trình thì các bạn biết rằng là gì ạ? Phương trình có dạng ax bằng với abx, được chưa? Và cần tìm giá trị x0 để ax0 bằng bx0. Thì lúc này x0 được gọi là gì? Là nghiệm của phương trình ax bằng với bx. Ok chưa nào? Và cô trò mình cùng nhau đi phần định nghĩa tiếp theo, đó là bất phương trình. Thế thì bất phương trình có dạng là ax lớn hơn bx, đúng không nhỉ? Và ta cần tìm x0, x bằng x0 sao cho ax0 phải lớn hơn bx0. Thì lúc này x0 được gọi là nghiệm của bất phương trình. Được chưa? Ok chưa nào? Tiếp theo cô trò mình cùng nhau đi tìm hiểu lại và nhớ lại hai phương trình hay hai bất phương trình tương đương. Thế thì hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng tập nghiệm. Các bạn lưu ý nhé, hai phương trình vô nghiệm thì cũng gọi là hai phương trình tương đương vì tập nghiệm của chúng là bằng tập rỗng. Ok chưa nào?